Bạn quay trở lại với kênh. Đây là cái con 2530. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách ra khuôn. Đây thì nó rất là đơn giản thôi. Đây, chúng ta cứ gõ đều này một chút xong là mình ụp xuống là nó ra thôi. Đấy. Cái con này thì nó rất là dễ ra, không như những con D. Con D thì nó hình nó góc cạnh thì nó hơi khó ra một chút. Đấy. Con 2530 này thì nó rất là dễ ra khuôn luôn. Các bạn thấy không ạ? Đó, rất là đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu về khuôn đúc và viên kê thì có thể liên hệ. Đó, đây. Cái viên đúc ra đây rất là đẹp và mịn màng luôn, các bạn thấy không? Đó, kích thước là 25 và 30. Đấy, viên kê rất là mịn màng và đẹp luôn, bóng bẩy mịn màng. Đấy, các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn số điện thoại 0936863368. Đây, khuôn được đúc ra đây. Đấy, rất là ngon lành luôn, chúng ta chỉ cần bổ nhẹ là nó đã ra rồi. Đấy, và viên ra tương đối là mịn màng và đẹp luôn. Đó, viên đúc ra rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đấy, con này là con 2530 sử dụng cho sắt một lớp. Đấy, các bạn sử dụng sắt một lớp thì chúng ta sẽ sử dụng con này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.